Ở bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số các thư viện khác trong ngôn ngữ trình C. Và cụ thể đây chính là thư viện Math và thư viện Utility, các thư viện tiện ích và thư viện toán học. Ok, ở bài này thì chúng ta là cuối cùng rồi. Hồi chúng ta sẽ có phần tổng kết môn học luôn. Các thư viện này thì về các thư viện tiêu chuẩn trong C thì chúng ta được tìm hiểu thư viện đầu tiên đó chính là thư viện STD, STDF, và các thư viện này gọi là các thư viện chuẩn, có chữ STD nè, nó là viết tắt của chữ Standard. C là ngôn ngữ lập trình thủ tục, các bạn phải dùng các hàm để xây dựng lên cái chương trình của mình, hay ngôn ngữ lập trình hàm ấy. Và các thư viện cung cấp cho các bạn có hàm, các hàm có sẵn như thế để chúng ta sử dụng thôi. Trong cái thư viện STDF này thì chúng ta chứa các định nghĩa tiêu chuẩn, ví dụ như là cái macro là null, nó là một cái con trỏ, một cái con trỏ hằng. Mình sẽ mở VS Code lên, đây có một cái giá trị là null như thế này, nó sẽ được định nghĩa trong nó định nghĩa trong thư viện string này, nó có nghĩa là không. Thì mình sẽ đó, nó sẽ định nghĩa cho chúng ta như là đây là cái thư viện std.io.h, nó là cái con trỏ void có giá trị là không. Còn cái object hợp này nó sẽ lấy kết quả của nó sẽ có kết quả cho hàng số nguyên kiểu là size t có định nghĩa là byte. Ở này sẽ tìm cái các member của cấu trúc, nó sẽ tính cái số byte của member cấu trúc. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái kiểu dữ liệu được định nghĩa sẵn như thế này, như là cái kiểu dữ liệu này nó sẽ là kết quả, nó là cái số nguyên có dấu, nó sẽ kết quả của phép trừ hai con trỏ. Các bạn có thể dùng những cái này nhiều kiểu dữ liệu để chúng ta khai báo. Giả sử mình muốn khai báo một cái biến a này, mà mình biết cái biến a này mình mặc nó từ đầu là kết quả của phép trừ hai con trỏ, thì mình có thể dùng cái kiểu dữ liệu này để khai báo nó cho chương trình chúng ta rõ nghĩa hơn. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ cung cấp thêm những kiểu dữ liệu như là size t để chứa kết quả của cái toán tử size và wchar, chứa kích cỡ mở rộng của một hàng số. Đó là chứa những cái định nghĩa tiêu chuẩn, và đây không phải tất cả, chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái định nghĩa hơn. Đây chỉ giới thiệu chúng ta một vài cái thôi. Tiếp theo là cái thư viện limits và chấm h này, nó sẽ là chứa cái macro giới hạn của các số, các kiểu dữ liệu. Và tại sao lại chúng ta lại có những cái kiểu dữ liệu thông thường là được rồi, hoặc là những cái số thông thường là được rồi, tại sao lại có thêm những cái macro hàng số như thế này, hoặc là kiểu dữ liệu này, và thậm chí là những cái hàng số để định nghĩa những cái số như này, tại sao lại như thế? Chúng ta phải hiểu được một cái khái niệm như thế này. Ví dụ mình có ba cái hai cái biến là biến A, biến B và biến C. Bây giờ giả sử như mình sẽ nhập, giả sử như mình có dữ liệu từ ba cái biến này bằng hàm là scanf. Giả sử như biến A bằng bằng 5, biến B bằng 7, biến C bằng 9. Mình có một cái điều kiện. Nếu như A bé hơn 8 và rồi giả sử như thế này, giả sử như mình có cái điều kiện là A bé 8 và B bé 8 và C bé 8. Nếu mà cái điều kiện này nó đúng thì mình sẽ thực hiện công việc như là, giả sử như là mình có một cái nhóm gồm có 3 người như thế này. Cái số 8 này giả sử là số giờ làm việc, nếu mà ba người này là làm việc dưới 8 giờ thì trừ lương. Nó giả sử như này, giả sử mình có cái điều kiện kiểm tra, nhưng mà cái điều kiện này nó có một cái điểm dở là đây là một cái số, nó là con số thôi, cái số này nó không có biểu hiện cái ý nghĩa nào hết. Giống như là khi mà giả sử mình thì mình hiểu đây là một cái số giờ làm việc, còn khi mình đưa code cho người khác thì người khác sẽ không có hiểu đây là số gì, hoặc là một vài tháng sau mình quay lại mình nhìn vào cái bài của mình không biết cái này là gì. Và cái số này được gọi là magic number. Magic number thì được khuyên là không được sử dụng, không nên sử dụng trong lập trình.
Thay vì dùng một cái số magic number này, một cái số mà không có hiểu ý nghĩa gì của nó hết, chúng ta thường chúng ta nên đặt một cái hằng số, giống như là mình đặt một cái constant ở đây, một cái constant kiểu in, mình đặt là work work time. Đó, giả sử mình có thể đặt một cái constant như này và mình sử dụng nó. Đó, từ đó nên cái code chúng ta nó sẽ nhìn nó sẽ chúng ta sẽ có thể dễ hiểu hơn về cái đoạn mã này. Hơn là chúng ta dùng những con số đó mà chúng ta nhìn vào không hiểu gì hết. Và những cái này là những cái cách mà chúng ta phải sử dụng sau này, mà chúng ta không được sử dụng những cái magic number, nó rất là dở. Đó thì những cái hàm này nó sinh ra những cái macro này sinh ra những cái hằng số có định nghĩa sẵn rồi, những cái giá trị này. Một cái ví dụ khác, giống như là giả sử mình có cái bài toán là mình nhập n, mà cái n này cái giá trị mình nhập nó phải là trong cái kiểu dữ liệu in này, thì thay vì mình dùng như thế này mình dùng do while. Ở đây mình đặt một cái điều kiện là đây mình sẽ nhập n đây và scan f. Đó, nếu mà cái n này mình nhập nó vượt ngoài cái khoảng của cái kiểu dữ liệu in này thì mình sẽ người ta nhập lại. N mình ra cái điều kiện là nếu n bé hơn cái số này, đây kiểu in chúng ta đây, nếu n bé hơn cái số này và n nó lớn hơn cái số này thì chúng ta sẽ nhập lại. Nhưng mà khi mà một số người chúng ta nhìn vào, giả sử như mình đưa code này cho người khác thì lát nhìn vào cái số này có thể người ta sẽ không biết cái giá trị này cái giá trị gì hết, hoặc là mình có thể nhớ sai cái con số này, nhớ sai giới hạn này, thành ra cái bài toán của mình nó sẽ không có đúng như cái ý tưởng ban đầu nữa. Vì thế những cái macro này nó được sinh ra để chúng ta sử dụng cho những cái trường hợp này. Đây, nó sẽ được định nghĩa trong cái thư viện đó là limits.h. Đây mình sẽ làm sao để sử dụng thì mình include cái thư viện này vào. Đó, khi mình include thư viện này mình có thể sử dụng cái giá trị hằng số in min và in max này. Đó, mình có thể thay cái số này bằng cái in min và thay cái số này bằng cái in max. Đó, vì thế khi mình dùng như thế thì mình code của mình nó sẽ rõ nghĩa hơn và dễ sử dụng hơn. Đây sẽ có những cái giới hạn của cái kiểu dữ liệu mà chúng ta sử dụng. Đó là giả sử cái kiểu dữ liệu là cũng vậy. Khi chúng ta dùng những kiểu dữ liệu này thì nhìn code chúng ta sẽ rõ hơn. Khi mà lập trình nhìn vào cái biến đó kiểu sai t này, chúng ta sẽ biết chắc chắn cái biến đó sẽ làm một công việc này, và nhìn vào cái biến được khai báo bằng cái kiểu dữ liệu này chúng ta sẽ biết chắc chắn là nó làm cái công việc này. Và những cái dữ liệu này nó cũng chỉ là khi chúng ta định nghĩa từ những cái kiểu dữ liệu cơ bản chúng ta thôi đó. Nhưng mà rất như là cái kiểu dữ liệu này sẽ là in 64 kiểu dữ số nguyên 64 bit. Nhưng mà nếu ta dùng cái từ khóa này chúng ta sẽ hiểu với nhau, đó là đây là một cái biến để dành chúng ta lưu kết quả của phép trừ hai con trỏ, chứ không phải là khi chúng ta dùng cái in này thì có thể nó là cái số nguyên thôi, nó không có ý nghĩa gì nhiều. Còn khi ta dùng cái này nó sẽ rõ nghĩa hơn. Đó là ý nghĩa của những cái định nghĩa này. Còn một cái thư viện cuối cùng đó chính là thư viện std bool. Chúng ta sử dụng cái giá trị những cái giá trị boolean này. Một cái giá trị boolean nó sẽ nhận hai cái giá trị, đó chính là số 1 là có nghĩa là đúng, còn số 0 nghĩa là sai. Cái này trong dị phân, một có nghĩa là bật, không nghĩa là tắt. Nhưng mà sử dụng một không thì rất là khó. Và nếu chúng ta muốn sử dụng cái boolean này mà về cơ bản thì chúng ta có thể dùng cái chữ in này, chữ số nguyên. Nhưng mà cái số nguyên chúng ta có thể nhận được nhiều giá trị hơn, có thể là 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nó rất là rộng. Chúng ta không có giới hạn nó trong một với không được. Cho nên nó cũng không rõ nghĩa. Và chúng ta có thể dùng cái thư viện này, cái thư viện std bool này để chúng ta làm cho nó rõ nghĩa hơn. Nó giả sử như mình ta có thể tạo một cái biến boolean. À, lúc này nhìn cái biến này nó sẽ rõ nghĩa hơn. Hơn là chúng ta dùng như thế này. Đó, nhìn cái này nó sẽ ok hơn. Và cái thư viện Boolean này nếu các bạn có thể sử dụng thì chúng ta được khuyến khích sử dụng. Nhìn vào code nó sẽ rất là
gõ ghề. Đó, đó là hai cái, ba cái giá trị trong cái thư viện vui lòng của chúng ta. Nó sẽ có true là tương ứng với một. Đây, những cái giá trị này nó cũng sẽ là define từ một không thôi. Nên mình nó define sẵn rồi. À, còn for tức nghĩa là không. Đó là cái phần đầu về các file tiêu chuẩn. À, nó sẽ được đã làm quen, tôi được giới thiệu thư viện STD Dev, thư viện Limit và thư viện STD Bullum. Đó, và tiếp theo là các hàm chức năng trong thư viện. À, cái hàm chức năng thư viện là đúng như cái tên nó, thì những cái hàm này sẽ thực hiện cái chức năng nào đó. Và chúng ta sẽ được giới thiệu tổng cộng là các thư viện này. Về cái thư viện đầu tiên chính là thư viện string.h, thư viện làm việc với chuỗi. À, cái bài này thì chúng ta đã được thực hành nhiều rồi. Các bạn đã được thực hành nhiều trong cái bài chuỗi ký tự và thậm chí là bài con trỏ. Chúng ta cũng và là ở Seven 2 chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều những cái hàm trong thư viện string này. Thư viện string này nó phải thực tế nó còn nhiều hàm nữa, nhưng mà ở đây chỉ giới thiệu chúng ta một số hàm thôi, như là hàm SDF là chúng ta mới hai chuỗi, chuỗi S1 và chuỗi S2 và chuỗi S1. Hàm SDR là chúng ta tìm kiếm một cái ký tự trong chuỗi. Cái hàm mà SDR compare này tức là chúng ta so sánh hai ký tự với nhau, so sánh hai cái chuỗi với nhau. Giống như chúng ta so sánh hai cái chữ này đi, thì nó sẽ so sánh từng chữ, nó so sánh chữ D chữ C trước, và cái này cái giá trị này nó sẽ lấy trong cái bảng mã ASCII. Nếu mà cái số nó sẽ trả về là một cái số âm. Nếu mà chuỗi S1 bé hơn chuỗi S2 nó sẽ trả về cái số dương. Nếu mà chuỗi S2 S1 nó lớn hơn S2, còn nếu trả lời không, nếu mà hai chuỗi bằng nhau, nó giả sử hai cái chữ này với chữ này nó bằng nhau thì nó sẽ sớm tiếp cái chữ này. Còn nếu mà nó hai cái chữ này nó lớn hơn hoặc bé hơn cái chữ D bé lớn hoặc bé hơn cái chữ C này thì nó sẽ cho kết quả cho chúng ta luôn. Đó, vì thế nên nếu mà hai cái chữ so sánh chữ dùng với chữ dùng thì nó sẽ cho về không. Đó, chúng ta so sánh chuỗi bằng cái hàm là compare này. Rồi, cái hàm tiếp theo là hàm copy. Hàm copy cái chuỗi S1 hoặc cái chuỗi S2. Về cơ bản thì một cái chuỗi thì nó là một cái mảng, mảng ký tự, nó sẽ chứa những cái ký tự nó và tập hợp một cái mảng ký tự là tập hợp với nhiều ký tự và tập hợp nhiều ký tự, thế là gọi là cái chuỗi. Giả sử như mình có một cái chuỗi S1 này với giá trị của nó là mình có một cái hàng chuỗi là full list, mình sẽ khai báo nó là full list, gán nó bằng là chuỗi full list, và mình tạo thêm cái chuỗi S2 này, giả sử mình có 9 ký tự trong đây. Đó, một cái chuỗi như thế mình không thể nào mà giống như là dùng như một cái biến được. Dù biến A bằng số in, mình có thể bằng biến B đúng không? Nhưng mà cái chuỗi S1 này, mình không thể cho cái chuỗi S2 này bằng cái chuỗi S1 được. Đó, cái này là không có đúng. À, cho nên để không có thể gán như một cái biến thông thường được. À, nhưng cho nên chúng ta có một cái hàm, chúng ta là hàm là copy. Tức là hàm là gán cái chuỗi S2 vào cái chuỗi S1 này. À, nếu mà các bạn không dùng hàm, các bạn có thể dùng một cái dòng loop, một dòng for để gán từng cái ký tự từ cái chuỗi này qua chuỗi kia. Nhưng mà làm thế thì chúng ta sẽ phải viết thêm hàm, cho nên cái thư viện này nó sẽ cho viết sẵn cái hàm này cho chúng ta sử dụng luôn. Tiếp theo là cái hàm scatterland để cho chúng ta biết độ dài của chuỗi. À, độ dài của chuỗi thường là thành do nó là cái byte nên đơn vị của nó là byte, nên có thể dùng cái kiểu size t này để các bạn lưu trữ nó. Kiểu size t định nghĩa là số byte từ cái phép toán sai học. Okay. Tiếp theo là cái hàm strncat, cũng là hàm mà nối hai chuỗi lại với nhau thôi, nhưng mà nó sẽ nối tới cái nối n ký tự, nối tới n ký tự của cái chuỗi hai này. Cái hàm strn compare này cũng tương tự như thế, nó sẽ so sánh từng cái ký tự trong hai cái chữ này đó. Như mình cho này là số 3 đi thì nó chỉ so sánh với dùng, ví dùng chữ này tới đây là nó sẽ không so sánh nữa. Nếu mà dùng cái hàm này thì nó sẽ so sánh cả cái hai, cả những cái ký tự trong cái chuỗi này luôn. Ok, và cái hàm tiếp theo là cái hàm là strn copy. Cái hàm này sẽ copy cái chuỗi hai vào cái chuỗi một, nhưng mà chỉ copy tới n ký tự thôi. Ok, tiếp theo là hàm cái hàm này, cái hàm này là cũng sợ sợ một cái cluster, nhưng mà nó sẽ sợ từ xa vào. Đây, cái hàm này chúng ta sử dụng, hai hàm chúng ta sử dụng rất là nhiều, nhưng mà sinh là hai đó chính là hàm SLSL. Chúng ta sẽ search một cái chuỗi trong S2 trong S1 thì trả về một là một cái con trỏ, cái chỗ mà chúng ta tìm thấy.
chẳng hạn cái khác chính là lương phải cấp cái chuỗi chúng ta thành các cái token dựa vào Berlin mà chúng ta cung cấp. Cái đó là những cái hàm mà sử dụng để xử lý chuỗi, và thực tế nó sẽ còn nữa, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Trong cái nguồn lập trình hàm thì cái nguồn hàm trình hàm này thì các bạn biết càng nhiều hàm thì các bạn càng càng tốt hơn, sẽ có nhiều vấn đề để mà sử dụng được nhiều hàm hơn. Tiếp theo là cái thư viện CTI để các bạn xử lý ký tự. Đây các bạn được giới thiệu hai hàm là follower và cái hàm trooper. Cái hàm follower này thì nó sẽ chuyển ký tự in hoa thành in thường, còn cái hàm trooper sẽ ngược lại chuyển in thường thành in hoa. Ok, ở đây chúng ta sẽ được giới thiệu hai cái hàm này, nhưng mà thực tế nó còn nhiều nữa. Mình nhớ là trong cái phần chuỗi chúng ta được giới thiệu thêm. Ok, mình sẽ mở cái bài chuỗi này lên xem lại. Rồi, bạn thấy đây hai cái hàm này nãy ta thấy rồi. Rồi nó sẽ có thêm những cái hàm này trong thư viện CTI nữa. Cái hàm như cái hàm này, hàm isalpha này, tức là chúng ta search, chúng ta sẽ kiểm tra xem cái ký tự của chúng ta đang kiểm tra có nằm trong cái bảng alphabet không. Còn như là isalpha number này thì là ký tự số. Rồi, đó là hàm thư viện CTI để chúng ta xử ký tự. Còn cái thư viện chúng ta sử dụng khá là thường xuyên, nó chính là thư viện spdio.h. Thư viện này sẽ là thư viện nhập sức dữ liệu. Này sẽ được giới thiệu chúng ta những cái thư viện này. Nó chỉ giới thiệu lại thôi. Và chúng ta sử dụng trong file là nhiều. Cái hàm fclone này, tức là hàm đóng file lại. Chúng ta thao tác cái file, chúng ta đóng file lại. Nếu mà không có lỗi, đóng file thành công thì trả về không. Còn nếu mà đóng file thất bại thì nó sẽ trả về cái end of file, tức là cái con chó cuối file ấy. Này, giả sử như là để xem lại cái bài tập đó. Cái end of file tức là cuối file trả về con chó ngay đây. Nếu mà nó không thành công, đóng file không thành công. Là cái end of file này tức là nó kiểm tra xem cái con chó các bạn có nằm ở con chó chỉ vị các bạn có nằm ở end of file không. Các bạn có thể dùng nó để thay thế cho cái biểu thức. Đúng không? Nên mình có thể ví dụ. Đây, giả sử như là các bạn dùng cái hàm này. Đây các bạn đọc từ ký tự trong file này đúng không? Đọc đếm đếm số dòng trong file đúng không? Đây các bạn có một cái dòng là nếu mà các bạn đếm tới end of file thì nó sẽ lập trong khi chưa đếm tới end of file. Thay vì dùng như thế này các bạn cũng có thể dùng một cái cách khác. Đây mình sẽ copy cái này xuống đây đi. Đây thay vì sử dụng cái điều kiện cái biểu thức ở trên các bạn có thể dùng cái hàm end of file này. Đó các bạn gắn vào đây. Đó là cái hàm này, tức nghĩa là các bạn kiểm tra xem đã nằm ở cuối file chưa, con chó các bạn nằm ở cuối file chưa. Đây, nếu mà chưa nằm ở cuối file thì lập. Còn nếu nằm ở cuối file rồi thì ta sẽ dừng lại. Nó cũng tương tự như lúc nãy nhưng mà nhìn nó sẽ đơn giản hơn. Đó là cái hàm mà end of file. Và trong cái hàm trong cái thư viện nhập thức, cái thư viện về dữ liệu input output này nó sẽ có là chia ra là làm việc với file và làm việc với console màn hình. Và những cái hàm mà điểm file thường các bạn thấy có chữ F ở đây. Tiếp theo là hàm mà F, tức là hàm xóa data. Cái hàm này các bạn có thể tìm hiểu thêm, nó liên quan tới kiến thức của bộ nhớ đệm, nó cũng khá quan trọng. Và cái lệnh mà chúng ta thường thường dùng đó, chính là cái lệnh fflush. STDIN tức là cái hàm xóa bộ nhớ đệm. Một số trường hợp chúng ta cần phải xóa bộ nhớ đệm chúng ta mới có thể thực hiện được. Tiếp theo là cái bộ nhớ đệm này cũng là cái chủ đề mà không được đề cập tới trong cái khóa này, và các bạn cũng nên tìm hiểu qua nó để biết nó là như thế nào. Nó cũng khá là hay, khá là quan trọng. Tiếp theo là những cái hàm mà làm việc với input là của phân hàm hàm đọc file ấy, nên có hàm DSC tức là đọc ký tự, và hàm viết này tức là đọc một cái hàng, đọc cái chuỗi một cái hàng. Còn hàm scanf này nó cũng tương tự hàm scanf thôi nhưng mà nó làm việc cái file, nó sẽ làm cái chuyện cái con rõ file ở đây, còn lại thì bình thường. Nó cũng giống như cái hàm scanf. Thì hàm như là cái output thì nó có hàm string giống như hàm qf đấy, hàm mà đọc put c là hàm in ký tự, hàm put s là in ra một cái dòng. Thì đó là hàm cái output.
Input là output file các bạn cần tìm hiểu ba hàm như thế thôi, mỗi cái ba hàm thôi đúng không? Sáu hàm, còn những hàm tiếp theo đó chính là hàm get, get code này, nó sẽ lấy cái vị trí hiện tại của file. Và cái này nó còn thêm cái phần cái đối số làm sao nữa, đó là cái biến để cho bạn lưu trữ cái vị trí hiện tại của file đấy. Nó cũng giống như cái hàm tiếp theo này, tiếp theo này nó cũng sẽ trả về cái chỗ của file đó. Ok, để mình nói nó xa ra một chút. Ok, tiếp theo, tới mình nói tới cái hàm mà lấy vị trí hiện tại của file rồi đúng không? Đó là cái hàm tiếp theo này, nó sẽ lấy cái vị trí hiện tại của file. Cái hàm get code này, nó cũng lấy vị trí hiện tại của file nhưng nó khác nhau ở chỗ là cái hàm tiếp theo này nó sẽ trả về một cái số nguyên. Cái số đó là vị trí hiện tại của file luôn, có kiểu như là long, login. Còn cái hàm get code này, tức là nó sẽ cũng lấy vị trí hiện tại của file nhưng mà nó sẽ lưu vào một cái biến đằng sau này chúng ta truyền vào, và nó sẽ chỉ trả về hai giá trị thôi, nếu là lấy được thì là lấy được tức là không, còn nếu mà xuất hiện lỗi nó sẽ trả về cái số và số khác không, số âm là thường là -1. Okay, và đó là hai cái hàm để chúng ta lấy cái dữ liệu, lấy cái vị trí con trỏ chỉ về hiện tại. Và đi kèm với nó sẽ là hàm setpost. Cái hàm này chính là set cái con trỏ chỉ bị tại cái vị trí nào đó mà chúng ta chỉ định, đó là cái vị trí mà chúng ta truyền vào đây. Và đó là những cái hàm, hai cái hàm thường đi kèm với nhau, hàm get post và hàm set post. Cái một cái hàm nữa đó là hàm mà fx, cái hàm này là chúng ta nhập cái con trỏ chỉ bị và dịch chuyển nó. Đầu tiên chính là một cái con trỏ file. Cái mode này nó sẽ có ba cái định nghĩa, ba cái giá trị, đó là set và set current và set end. Nó sẽ đặt tương ứng với ba vị trí, đó chính là ở đầu cái file, ở beginner file, cái end này là ở end of file, còn cái current là vị trí hiện tại mà chúng con trỏ chỉ bị đang đứng. Còn cái offset này chính là cái số byte mà chúng ta muốn dịch chuyển nó. Giả sử như chúng ta đang đứng ở đây mà cái offset này là không thì nó sẽ đứng yên, còn nó là cái số dương thì chúng ta sẽ dịch chuyển nó qua hướng này, còn nếu là số âm thì sẽ dịch chuyển ở hướng ngược lại. Đó, cái hàng nữa em xem lại trong cái bài file đây, còn hai cái hàm là short file là cái hàm remove và cái hàm đổi tên file là cái hàm rename. Còn là về cái console thì chúng ta có hai hàm là hàm rename và hàm scanf, và là về console chúng ta sẽ có thêm nhiều hàm nữa nhưng mà ở đây nó chỉ có hai hàm là rename và hàm scanf thôi. Ok, tiếp theo là đó là cái hàm liên quan tới input output. Còn những cái hàm mà chuyển đổi nó nằm trong thư viện std library std lib, và nó có hàm là chuyển một cái chuỗi ký tự thành một cái số nguyên, như là tương ứng với từng cái hàm này, ví dụ như a2 float, tức là chuyển một cái chuỗi thành một cái số nguyên kiểu float. A2 là hàm số nguyên in in, này là long, còn long in, còn này là long long in. Đó, tiếp theo những cái hàm mà liên quan tới bộ nhớ nó cũng nằm trong thư viện SDLite luôn. Và đây là cái phần mà chúng ta sẽ được kiểm tra trong thi. Nó liên quan tới phần mã động và cấp phát thêm bộ nhớ để chúng ta lưu trữ thêm dữ liệu ấy. Sẽ có ba hàm, đó chính là hàm cấp phát. Cái là hàm cấp phát sẽ có hàm malloc, hàm kalloc và hàm reloc. Còn sau khi cấp phát xong chúng ta giải phóng nó, muốn giải phóng nó chúng ta sẽ dùng hàm free. Hàm malloc thì chúng ta sẽ cấp phát bộ nhớ, chúng ta sẽ điền vào cái size của nó, cái size kiểu dữ liệu, và chúng ta sẽ nhân thêm cái số phần tử của nhân cấp phép. Cái hàm kalloc này chúng ta sẽ điền hai cái đối số khác với cái hàm malloc này, chúng ta sẽ điền vào cái số phần tử và cái size của kiểu dữ liệu. Thêm cái hàm này khác nhau ở chỗ là hàm malloc, khi mà chúng ta cấp nhớ xong cái giá trị mà lưu trữ trong cái ô nhớ đấy nó sẽ là giá trị red, giá trị random. Còn cái hàm kalloc này nó sẽ set những cái giá trị trong cái ô mà chúng ta cấp phép đó là số không. Rồi, cái hàm kalloc này nó sẽ dễ quản lý hơn, tại vì những giá trị đó rất là không. Còn cái hàm reload này để chúng ta cấp phép thêm bộ nhớ cho, có thể cấp phép xong rồi chúng ta cần cấp phép thêm nữa. Cái hàm chỉ cấp phép một lần thôi, và chỉ có những cái hàm kalloc này nó xét được cái value về không thôi, nó hàm đặc biệt trong cái này thì nó sẽ đến là cấp phép thêm. Rồi sau khi mà chúng ta cấp phép xong chúng ta không được quên là dùng cái hàm free này giải phóng bộ nhớ. Nếu mà chúng ta không giải phóng bộ nhớ thì một số trường hợp sẽ xảy ra cái lỗi là tràn bộ nhớ. Cái lỗi đó thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm.
chúng ta phải giải phóng bộ nhớ sau khi mỗi lần cắt vét. Đó, chúng ta được giới thiệu xong những cái hàm về thực hiện chức năng trong thư viện tiêu chuẩn C, là trong cái hàm thư viện string.h này, thư viện C#, thư viện stdio.h, thư viện stdlib.h. Đó là cái phần thứ hai. Ok, phần thứ ba chính là hàm về toán học. Đây là những cái hàm mà cho phép các bạn xử lý phép toán học. À, nó các bạn có thể dùng sử dụng nó trong công thức đấy, như là hàm có thể tính sin cos này, hàm power là tính bình phương này. À, đó, những cái hàm này mình thấy nó tương ứng với các phép toán học, các phép tính toán học. À, các bạn nó được mô tả rất là rõ ở đây. À, một cái hàm add cos này tức là tính cos trừ một ấy, và đơn vị của nó sẽ là radian. Nếu mà các bạn tính tính độ, các bạn phải dùng phải đổi ra độ nữa. Và những cái hàm này được có trong cái thư viện là math.h. Đây, các bạn có thể tham khảo qua những cái hàm này. Ok, và tiếp theo là những cái hàm trong thư viện utility. À, về utility này nó chỉ là một cái thuật ngữ, nó chỉ những cái hàm chức năng mà các bạn có thể tương tác với ngôn ngữ trình C. À, giống như trong cái thư viện stdlib này sẽ cho các bạn những cái hàm chức năng như là ABS, tức là lấy giá trị tuyệt đối của N. Cái hàm void exit này giúp các bạn thoát khỏi chương trình. Các bạn nhớ bạn đã biết là chúng ta có cái hàm cái câu lệnh là return return không này, cho phép chúng ta thoát khỏi chương trình, thoát khỏi một cái hàm nào đó. Rồi, giả sử mình sẽ include cái thư viện stdlib vào. Giả sử mình có một cái function. Đây mình sẽ print f. Đây mình sẽ khi mình gọi cái hàm function này vào trong hàm main thì các bạn thấy là nó in ra hai chữ sinh vật các bạn, nhưng mà khi mình dùng cái return này thì nó sẽ khi gặp cái return này cái hàm nó sẽ kết thúc luôn. Đó, nó chỉ có hiện ra một cái chữ sinh vật các bạn thôi. Và tương tự trong hàm main cũng vậy, khi mà gặp cái chữ return này thì nó sẽ kết thúc. À, nó sẽ chỉ ở đây nó chỉ in ra chữ sinh vật các bạn thôi, nó sẽ tới return này nó sẽ trả về không cho hệ điều hành, nó sẽ không có in ra cái dòng cuối được nữa. Đó, và cái hàm exit nó cũng tương tự như vậy, tức là bạn sẽ thoát chương trình, thoát khỏi cái hàm đó, nhưng mà khác có cái return nó chỗ thì ở chỗ là các bạn hãy thoát khỏi bất cứ lúc nào. Giả sử như ở hàm các bạn muốn thoát khỏi chương trình chính của bạn thì tới hàm main này ngay chữ return không này các bạn mới có thể thoát khỏi, nhưng mà nếu bạn dùng cái chữ exit, dùng cái hàm exit này đó thì tức là các bạn có thể khi mà nó chạy tới đây thì nó sẽ thoát khỏi cái chương trình các bạn luôn. Nên các bạn hãy thấy đó chỉ in ra một cái chữ sinh vật các bạn thôi. Đây mình sẽ dùng cái này lên cho dễ thấy. Nếu ở đây là return này thì nó sẽ sinh ra hai chữ sinh hai cái câu lệnh ring sinh vào các bạn này, còn nếu mà đến đây gặp chữ exit này thì sẽ thoát luôn. Để thấy các bạn thấy là các bạn hãy ứng dụng cái này trong việc mà chúng ta dùng cho khi mà chúng ta gặp lỗi. Giả sử như ở đây mình gặp lỗi, nếu mà không đọc được file gặp lỗi thì chúng ta sẽ exit nó thoát khỏi chương trình luôn, nó sẽ kill cái chương trình các bạn, kết thúc ở đây luôn, trả về giá trị lỗi tức là chương trình mà nó gặp lỗi rồi. Đó, cái hàm exit nó khác với return ở chỗ đó. Ok, đó là cái hàm đầu tiên giới thiệu, đó hàm cái hàm thứ hai là exit. Tiếp theo là cái hàm get ten này, nó sẽ trả về một con chó với giá trị môi trường được xác định bởi cái chuỗi là string này. Về cái biến môi trường ấy thì các bạn có thể vào vào property, các bạn vào Advanced System Setting các bạn xem. Đây, tức là ở đây Environment Variable này, tức là các biến môi trường ấy. Ở đây nó sẽ có danh sách các biến System Variable là các biến môi trường các bạn. Các bạn hoặc có thể kiểm tra những cái biến môi trường này bằng ngôn ngữ C, bằng cái hàm hàm getTen này. Đó, giả sử mình họ một cái biến, mình sẽ bring ra
về cái giá trị nó sẽ trả về là một cái chuỗi ký tự. Đây mình muốn kiểm tra cái biến môi trường thì tao hay dùng cái hàm này. À, trong đây sẽ là cái chuỗi. Đây giả sử mình muốn kiểm tra cái biến path này, à, PAT, thì chúng ta hãy đưa vào đây. Đây nó sẽ in ra các giá trị của trong path của chúng ta xem. Đấy, à, những cái giá trị trong path này sẽ in ra cho chúng ta. À, tương tự vậy chúng ta hãy kiểm tra những cái này nó đều được. Như sẽ mình cũng kiểm tra về path hex đi. Đó thì chúng ta có thể nó sẽ in ra cho chúng ta cho xem. Còn nếu mà giá trị trong đây là không có thì nó sẽ trả về cho chúng ta là null. Nó sẽ trả về null. Đó là cái hàm get10. Còn cái hàm qsort này, hàm qsort này thì tức là nó sẽ sắp xếp cho chúng ta luôn. Sắp xếp là thuật toán qsort. Nó sẽ có các đối số là cái mảng là chúng ta cần sắp xếp. Cái n là số phần tử mảng, cái size là cái số byte mà của mỗi phần tử mảng, và cuối cùng là cái hàm để chúng ta so sánh. Cái hàm mà sẽ cho vào hai con trỏ sẽ trả về số số âm nếu mà cái số đầu tiên nó nhỏ hơn số thứ hai, trả về số dương nếu mà cái số thứ hai lớn hơn cái số đầu tiên lớn hơn cái số hai, rồi nó trả về không nếu mà hai cái bằng nhau. Ok, mình sẽ thực hành cái hàm quyết này luôn. Giả sử mình có một cái mảng A, đây mình sẽ có những cái giá trị đây, ba, bốn. Đó, mình giả sử mình có cái mảng như này đi, thì mình có thể sắp xếp những cái mảng này bằng cái hàm. Thay chúng ta dùng cái thuật toán sắp xếp, mình viết ra một cái hàm sắp xếp, thì chúng ta có thể dùng cái quyết sọp này luôn, chúng ta sắp xếp luôn. Đây là để mình sẽ quyết sọp này. Đây, cái đối số đầu tiên chính là cái con trỏ quản lý mảng. Ở đây là cái biến A là con trỏ quản lý mảng, mình đã nói trong cái phần bài mảng ký tự rồi. Tiếp theo là cái size of, cái số phần tử. Ok, để tính cái số phần tử này chúng ta đã tìm hiểu qua cái cách tính rồi. Đó, chúng ta lấy size of của cái mảng, tức là xem cái mảng A này tổng bao nhiêu phần tử. Sau đó chúng ta tổng cộng cũng số byte của cái mảng A này. Sau đó chúng ta chia cho cái số byte bất kỳ của cái phần tử, một cái phần tử bất kỳ, có thể là size of của A0. Đó thì chúng ta sẽ có được số phần tử cái mảng A này, ta truyền vào N. Tiếp theo là size of của cái kiểu dữ liệu của nó. À, đây là kiểu in, cái mảng này là mảng kiểu in. Và cuối cùng là một cái hàm để chúng ta so sánh. Đây mình có thể viết thêm một cái hàm ở đây. Mình có thể viết cái hàm là trả về cái số nguyên, trả cái số. Tại vì nếu mà nó sẽ so sánh với cái này lớn hơn cái này thì trả về số âm, cái số dương. Nếu mà cái này bé hơn cái này là số âm. Còn nếu hai cái bằng nhau thì là không. Ta sẽ viết cái hàm là CMV. Rồi, chúng ta sẽ truyền vào ở đây là hai cái constant. Rồi, mình sẽ cho nó là hai con trỏ đi, hai con trỏ voi. Đó là BA và constant. Đó, ở trong này mình sẽ tạo thêm một cái constant in nữa, hai constant in này đi. Một cái là P1. Bằng PA. Cho đến là return nào. Ta sẽ trả về giá trị. Đó chính là lấy P1 trừ cho PA. P2. Đó, và khi đó chúng ta có thể chúng ta truyền cái hàm này vào đây. Đó thì chúng ta đã thực hiện xong cái thao tác là dùng cái hàm quicksort này. Đây mình sẽ kiểm tra cái hàm này, kiểm tra cái chuỗi này đã được sort chưa bằng cái việc lập for. Đó. Thì chúng ta chưa được sọc à. Để gán cho địa chỉ vào hai cái biến này. Trừ.
constant in hai con chó PA, B1 và B2. Kết quả cuối cùng là phép trừ hai con chó này, return nó. Đây để mình xem lại một cái. Đây mình sẽ lấy cái hàm này nhé. Này nó đã sọp rồi, cái thuật toán nó sọp, cái hàm sọp mãi của mình nó có một chút vấn đề. Nhưng mà về cơ bản thì cái hàm này nó sẽ có chức năng là kiểm tra xem, nó sẽ kiểm tra hai số này coi nó có so sánh hai số này. Nếu mà cái số đầu tiên này nó mà nhỏ hơn số thứ hai trả về số âm, nếu mà số đầu tiên lớn hơn số thứ hai trả về số dương, còn nếu hai số bằng nhau thì trả về không. Cho nên mình sẽ return hai cái giá trị truyền vào này, là phép trừ của hai giá trị mà trình truyền vào ở đây đó. Về cơ bản thì cái hàm quick sort này chúng ta sử dụng như thế này. Cái ví dụ cái nãy mình đã viết cái hàm nó bị ở một cái chỗ nào đó rồi, mình sẽ xem lại, nhưng mà về cơ bản nó là vậy. Các bạn có thể tham khảo vào cái code này. Cái đó là hàm quick sort của chúng ta. Còn cái hàm thứ hai là hàm hàm random, hàm random và cái hàm sRAN, hàm sheet của random này, cung cấp cái sheet cho cái random này. Về cái hàm random này chúng ta cũng nằm trong cái thư viện sglib.h, nó sẽ cung cấp chúng ta cái giá trị random. Giờ mình sẽ tạo, giờ sẽ mình tạo cái tiếng random, mình bằng ram. Đó, mình sẽ in cái random, giá trị random của chúng ta nha. Đây, mình thấy 41 này, giờ in nữa này. 41. Cái random này về thực chất các bạn thấy nó là random, nhưng mà nó không phải là random. Nó sẽ có một, tại vì trong trong lập trình của chúng ta nó sẽ có là tính gọi là tính xác định. Như bạn nhập một cái input nó là cái gì thì output nó phải xác định ra một cái output là cái đó. Nó không thể nào mà lúc ra này lúc ra kia được. Cho nên là các bạn có thể thấy cái đây là hàm random, nhưng thực tế các bạn nhìn thấy. Để mình sẽ in cái bạn xem. Đây các bạn thấy, nó sẽ cho những cái giá trị ngẫu nhiên này. Nhưng mà khi bạn in lại, thì các số này vẫn là vậy. Bởi vì sao? Bởi vì sau nó sẽ có một cái thuật toán nào đó. Và cái thuật toán nó sẽ từ một cái sheet, cái sheet này này. Nó sẽ dùng một cái thuật toán để nó xác định những cái số tiếp theo. Và nếu mà đúng cái sheet đó là, nếu đúng những cái sheet đó thì những cái số này nó sẽ định nó là như này. Nó có thể tính toán được. Chứ nó không phải là cái giá trị random bất kỳ. Thường thì để tìm cái giá trị random bất kỳ thì sẽ có cái trang là random.org ấy, nó sẽ chính xác hơn. Còn trong đây thì nó sẽ dựa vào cái sheet. Để cung cấp trong cái bộ sheet cho nó thì nó là có hàm là sRAN. Đó, ở đây sẽ có một cái hàm này để cho cung cấp cái sheet cho đây. Giả sử như đây là 10 đi. Thì các bạn thấy nó sẽ in ra những cái giá trị khác. Cái sheet này các bạn có thể sửa lại. Khi mà cái sheet này được sửa thì nó mới có thể khác giá trị được. Còn không, nếu một cái sheet mà nó giống như vậy thì những cái giá trị nó sẽ tương tự. Là từ một cái sheet này nó sẽ xác định những cái giá trị tiếp theo của nó bằng cái thuật toán nào đó. Và nếu mà các bạn muốn ngẫu nhiên thì cái sheet này các bạn sẽ thay đổi liên tục cho nó. Và các bạn có một cái hàm gọi là cái thuật cách mà ta thường dùng, thông thường là ta dùng trong cái hàm là ta truyền vào thời gian cho nó. Bạn có cái hàm time này, bạn truyền vào cho nó cái hàm time. Đây sẽ truyền. Đây các bạn đã thấy các số đã khác nhau rồi. Cái này là 88, này là 89. Đây, các số nó sẽ khác nhau ở đây. Do mình truyền vào cho nó là một cái số nó thay đổi liên tục. Cái hàm time này nó sẽ lấy cái ngày giờ hiện tại của các bạn. Tính từ cái ngày, tính từ cái năm bao nhiêu đấy. Nó sẽ đổi ra đơn vị là giây. Và cái số này sẽ được cập nhật liên tục. Cho nên các bạn thấy nó sẽ, cái random nó sẽ khác nhau. Và để tìm hiểu sâu hơn về cái thuật toán random này thì các bạn có thể tìm thêm trên mạng. Nó cũng khá là hay. Về cơ bản thì nó là random, nhưng thực ra nó có thể tính toán được. Nhưng mà
vì tính toán nó sẽ đặt hơn chút. Okay. Và cái hàm cuối cùng mà chúng ta giới thiệu đó chính là mà stream, nó sẽ thực hiện cái câu lệnh về hệ thống. Như đây mình sẽ có thể giống như stream đó, ở trong cái một cái chuỗi để chúng ta yêu cầu hệ thống là cái gì đó, giống như là color thì tức là 6 màn hình đó, bạn thấy nó 6 màn hình. Các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái giá trị của cái hàm này. Đây có thể là date này, hoặc là đổi màu này. Đó, như mình truyền vào date thì nó sẽ khác. Nó sẽ in ra những cái mà cái lệnh, cái chuỗi mà trong đây nó được lập trình sẵn. Ok, và cơ bản nó là như thế. À, mình sẽ đi nhanh vào cái phần này để một hồi mình sẽ giới thiệu về cách ôn tập thi. Tiếp theo là cái thư viện, gọi là thư viện Azure. Cái thư viện này sẽ cung cấp cho bạn một cái hàm, những cái macro cho các bạn sửa lỗi. Nó sẽ có một cái hàm là Azure này, nó hiển thị lỗi cho chúng ta. Nếu mà cái biểu thức trong đây là true thì nó sẽ không làm gì, còn ngược lại nếu biểu thức false thì nó sẽ thông báo lỗi cho chúng ta. Và cái hàm này thì nó nằm trong thư viện Azure. Đấy, giả sử như mình có hai dòng string này. À, đó, à, bây giờ mình sẽ dùng cái hàm này. Nó hỗ trợ chúng ta trong quá trình gỡ lỗi. Đây mình sẽ truyền, ở trong đây nó sẽ là một cái biểu thức nha bạn. Nếu mà cái biểu thức này nó đúng này, giả sử mình so sánh 1 với 1, 1 với 1 thì nó đúng. Thì lúc này nó sẽ à, khoan các bạn ơi, để mình nhầm rồi. Đây. 1 với 1 nó đúng thì câu lệnh đó, các bạn sẽ nó bình thường. Còn nếu mà cái biểu thức trong đây so sánh nó là sai, là giả sử 1 với 0 bằng 2 được, thì nó sẽ mô tả một cái lỗi ở đây, nó sẽ in ra là cái kiểm tra các bạn đã bị fail, nó bị sai. Cái điều kiện này nó bị sai này. Ở cái dòng 8 nó hỗ trợ chúng ta trong việc debug. Cũng là cái ví dụ ở trong đây. Các bạn có một cái end file như này, thay các bạn có, nếu mà các bạn có thể đi dùng nó đi debug. Đây. Mình có thể dùng cái hàm này. Nếu mà cái con chỏ file này mà nó khác luôn. Đó, để mình sẽ chạy cái chương trình này thử. Đây, đúng mà nó khác luôn thì chúng ta chạy bình thường này. Còn nếu mà giả sử như mình không có được cái tìm cái file này sao, mình xóa cái file text này đi. Thế mình sẽ chạy lại. Đó, nó sẽ in ra lỗi cho chúng ta. Đó, nó sẽ mô tả cái lỗi là không có tìm thấy cái con chỏ file này, chưa có được chỏ đến đâu hết. Và tại sao chúng ta lại dùng cái if này mà không dùng cái này? Cái này nó chỉ là cho những người chúng ta dùng để debug thôi, dùng để sửa lỗi thôi. Về thực tế thì khi mà làm cái chương trình nào đó thì các bạn không muốn người dùng của chúng ta thấy được cái dòng này đâu. Người dùng sẽ không có hiểu gì hết. Và thay vì như thế chúng ta chỉ dùng nó để sửa lỗi. Còn đối với người dùng thì chúng ta nếu mà không thấy file chúng ta sẽ có thể in ra như thế này. Đó, in ra là cái mô tả cái lỗi cho người dùng chúng ta thấy. Đó là cái thư viện này. À, ngoài ra thì chúng ta được cung cấp thêm rất là nhiều thư viện khác như thư viện Time này, các thư viện này nó sẽ có những cái chức năng dành riêng cho nó, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và cái này gọi là utility, tức là những cái thư viện chức năng. Ok, đó là cái phần này. Còn về các chủ đề nâng cao trong C thì cái khóa này các bạn thấy nó chỉ là lập trình C cơ bản thôi. Chúng ta chỉ thảo luận qua những cái vấn đề cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C, về lập trình C. Nó sẽ không có đề cập được hết những cái vấn đề ở đây, nhưng mà sẽ có thêm rất là nhiều cái chủ đề nâng cao nữa. Và ở đây chúng ta được liệt kê ra, các bạn thấy hứng thú với chủ đề nào thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Nhưng về cơ bản thì đây chỉ là các bạn yêu cầu các bạn tiếp thu những kiến thức này ở mức cơ bản thôi. Đó là những cái chủ đề mà chúng ta đã tìm hiểu qua, và chúng ta sẽ đây những cái tổng kết những cái chủ đề mà chúng ta tìm hiểu trong
trong đây các bạn có thể dựa vào nó để xem lại bài. Và đó, về ôn tập cái môn này thì như thế nào, thì các bạn có thể dựa vào cái môn, cái phần giới thiệu môn học này, nó sẽ có phần chuẩn đầu ra đấy. Các bạn sẽ dựa theo những cái chuẩn đầu ra này để các bạn tìm hiểu lại những kiến thức mà chúng ta được học. Cái môn này sẽ rất là nhiều ha. Như về cơ bản thì các bạn thi cuối môn thì nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là phần mentor sẽ hỏi bạn hai phần. Phần thứ nhất là phần lý thuyết, còn phần thứ hai là phần thực hành. Phần lý thuyết thì maybe mentor sẽ hỏi những cái lý thuyết về cơ bản nhất, những cái lý thuyết trong những cái phần học này, có thể là về biến là gì, kiểu dữ liệu là gì, cấu trúc điều kiện gì, mã là như thế nào, rồi hàm nó là như thế nào, rồi con giỏi nó là như thế nào, là maybe mentor sẽ hỏi những cái đó. Nhưng mà đa số những kiến thức về lý thuyết thì họ sẽ hỏi trong phần assignment, đó là những cái cách mà các bạn làm những cái là, mình sẽ ví dụ như assignment 1 này thì các bạn cần phải học là học cái gì. Đầu tiên là học về ý tưởng của cái assignment này. Một cái assignment này sẽ cung cấp cho mình cái ý tưởng gì, ví dụ như là trong đây thì sẽ là trong hệ thống nhà thông minh nó thường sẽ có một cái bộ điều khiển gọi là bộ điều khiển trung tâm, và những cái tòa nhà mà đặt cái bộ điều khiển trung tâm này nó cần phải bắt được cái bộ phát sóng wifi, cái router wifi. Và cái trường hợp mà trong cái ngôi nhà nó như biệt thự nó rộng, nó sẽ có tới tận 2 đến 3 router wifi. Về việc chúng ta phải tìm cái vị trí đặt thích hợp cho cái router wifi này sẽ được mô phỏng trong cái dự án là dự án tam giác, ba ba cái tọa điểm, tọa độ điểm ABC này là ba cái router wifi, ví dụ vậy. Thì chúng ta phải tính toán những cái thông số của nó để chúng ta đưa ra cái đánh giá để làm công việc giải quyết vấn đề đó, và đó ý tưởng của assignment. Còn về cái assignment này luyện tập cho chúng ta cái gì, chúng ta phải nắm được. Như là ở assignment 1 thì sẽ luyện tập các bạn sử dụng biến, sử dụng toán tử, sử dụng hàm, sử dụng return, sử dụng gì đó, các bạn phải nắm được những cái đó. Đó đó là phần lý thuyết, các bạn học kỹ những cái assignment này. Còn những cái phần đây là cái phần cơ bản thôi. Mình nghĩ là về những cái lý thuyết này các bạn không cần phải học thuộc lòng những cái lý thuyết mà nó được ghi sẵn ra giấy, vì các bạn chỉ là hiểu hiểu cái câu lệnh đó là nó bản chất của nó là như thế nào, hiểu cái cấu trúc điều kiện bản chất nó sinh ra để làm cái gì, vòng lặp để làm cái gì, các bạn chỉ cần hiểu thôi. Và các bạn có thể trình bày cái nội dung đó theo cách mà các bạn hiểu cho mentor. Mentor nó sẽ không có bắt lỗi từng chữ của các bạn, không sẽ không có kiểu như là cái định nghĩa này em nói như thế này mới đúng, nói như là sai. Các bạn chỉ cần nắm được cơ bản, các bạn hiểu được, các bạn trình bày nó theo cách mà các bạn hiểu là các bạn đạt yêu cầu. Và đó rất là điểm rất là tốt. Các bạn nên đi sâu vào bản chất của những cái này, các bạn hiểu được vấn đề thì các bạn trình bày nó là rất là đơn giản, các bạn không cần phải học thuộc lòng. Là học thuộc lòng mất mất thời gian, mà các bạn nhớ chưa chắc nó đã lâu hơn là các bạn hiểu. Đây, nhưng mà nhớ đây chỉ là cái khóa lập trình C cơ bản thôi, các bạn cứ sấy vào những cái cơ bản và học cho mình. Các bạn nắm được những cái cốt lõi nhất thì các bạn sẽ hoàn thành môn này tốt thôi đó. Và các bạn nên xem lại tổng quát hết. Còn về thực hành thì sao? Thực hành thì mỗi cái bài này như bài con chó này sẽ có chúng ta những cái bài lab này, vì các bạn xem là những cái bài lab này thôi. Mỗi cái bài lab này khi bạn làm các bạn phải xem kỹ. Thứ nhất là vấn đề và bài lab đặt ra, thứ hai là cái bài lab này muốn kiểm tra cho chúng ta điều gì, muốn ta luyện tập cái điều gì đó. Và các bạn cứ cứ học như thế. Về phần bài tập thì cũng không phải là cái gì quá lớn, mà mentor chỉ là kiểm tra các bạn xem các bạn nắm được cái lý thuyết về cái phần này chưa, và từ cái lý thuyết mà các bạn nắm được, các bạn có vận dụng nó để làm để xử lý một vài cái task nó đơn giản hay không. Nó giống như là mảng này, các bạn hiểu được mảng nó là như thế nào rồi, các bạn có thể khai báo mảng không, các bạn có thể áp dụng vận dụng vòng lặp vào mảng để các bạn sắp xếp các phần tử hay không. Đó, tôi sẽ đưa ra những cái vấn đề đơn giản, vì các bạn cần hiểu nó, các bạn nắm được bản chất vấn đề thì bản chất của những cái khái niệm này và các bạn áp dụng làm những cái bài tập đó thì mình nghĩ là sẽ không có phải là vấn đề gì quá là phức tạp. Đây, ví dụ như là về cấu trúc điều kiện thì if else là gì, vòng lặp thì if else này, switch case này, dùng mấy cái đó trong mấy những trường hợp nào, khi mà chúng ta lựa chọn cái này và cái kia thì chúng ta dùng cấu trúc điều kiện. Còn vòng lặp là sao, vòng lặp này, vòng lặp
lòng nhau này đó, những cái như thế rất là đơn giản. Những cái từ cái điểm đơn giản đấy, các bạn nắm kỹ những cái đơn giản thì các bạn sẽ phát triển lên đó. Thì từ những cái này các bạn sẽ có thể vận dụng để làm những cái task nó đơn giản. Những cái bài tập đấy mình nghĩ nó không có khó đâu. Còn phần mảng này, mảng nó sẽ có hai loại là mảng tĩnh và mảng động. Các bạn ôn kỹ phần mảng động. Mảng tĩnh là giống như mình khai báo là a rồi lập vuông rồi cái số phần tử ở trong ấy. Còn mảng động là các bạn dùng hàm cấp các bộ nhớ như hàm malloc, hàm calloc, hàm reloc và hàm free để giải phóng ấy. Để bạn cấp các trên ôn nhớ các bạn làm thành cái mảng. Đó là ôn phần mảng động. Còn phần con chữ thì bạn nắm được là truyền thông số thì tham trị là gì, thì tham số là gì, argument call by the value là gì đó, dạng như vậy. Thì các bạn tìm hiểu cơ, mà chỉ cần nắm được cơ bản thì những cái vấn đề này nó sẽ không khó với các bạn. Ok đó, nhưng mà những cái kiểm tra nó như thế thôi, nên mình nhìn thấy nó rất là nhiều. Nhưng mà nếu bạn nắm được cơ bản thì hỏi cái gì các bạn cũng biết. Đó, sẽ có những cái tài liệu ở đây để các bạn ôn ôn tập, các bạn có thể xem qua chúng. Các bạn có muốn mình hướng dẫn gì thêm không bạn? Có thể là chat hoặc là Anh thảo luận cùng với mình. Đó về cơ bản là vậy. Còn phần bài 15 này nó sẽ có thêm những cái bài lab và exercise. Là bài exercise đây, chuyển ký tự nối chuỗi hiển thị ngày giờ. Đây, những cái bài này mình thấy nó không có gì phức tạp cả. Đây là bài cuối cùng mà, nó chỉ là vận dụng các thư viện thôi. Như là bài này, bài này sẽ chuyển in hoa những cái nhập cái chuỗi, sẽ chuyển những ký tự in hoa thành in thường, những ký tự in thường thành in hoa. Thì vận dụng cái thư viện C-type này, các bạn dùng hai cái hàm follower và cái hàm hàm follower và hàm shopper này để các bạn làm. Còn cái bài exercise thứ hai đó chính là hàm, chúng ta dùng cái hàm trong thư viện string.h để chúng ta nối làm việc với chuỗi. Ok, cho bạn xem luôn đó, sử dụng những cái hàm như là hàm kiểm dùng được kiểm tra độ dài này, hàm nối chuỗi này, là hàm nối chuỗi và cái hàm so sánh chuỗi. Còn cái thư viện này, cái thư viện match, thư viện toán học thì có hai cái task đơn giản thôi, đó chính là các bạn tính lũy thừa và tính căn bậc hai. À, ví dụ mình nhập vào số à, đó các bạn cần tính như thế, lũy thừa 3 và căn bậc 2. Là cái bài cuối cùng là cái bài mà làm việc có thể hiện time. À, cái này các bạn cũng không cần tìm hiểu quá sâu đâu, chỉ các bạn làm theo cho biết thôi. Đây, cái thư viện time này sẽ có cái biến để dành các bạn lưu thời gian, great time này, và cái cấu trúc info, nó sẽ cái cấu trúc TM này nó sẽ lưu, nó sẽ có những cái giá trị là giây này, về phút này, về giờ này, nó những cái giá trị này về thời gian chúng ta. Cái hàm time này là cái hàm mà lấy cái thời điểm hiện tại tính theo giây, nó chính là để mình search cái hàm time này nói cho nó chính xác. Đây, cái hàm time này nó sẽ lấy từ cái ngày 1 tháng 1 năm 1970 đến nay và nó sẽ đổi ra là giây cho chúng ta. Đó, nó lấy được cái thời gian hiện tại này, dùng cái hàm time lấy thời gian hiện tại và lưu vào cái biến great time này. Sau đó chúng ta dùng cái mảng, dùng cái cấu trúc info này để chuyển đổi cái thời gian, dùng cái hàm local time này để chuyển đổi cái thời gian hiện tại thành những cái giá trị trong info này, thành những cái giá trị này. Còn cuối cùng là chúng ta in những cái giá trị này ra bằng cái hàm này, hàm là ASC time này. Hai cấu trúc bằng nhau thì các bạn có thể gán cho nhau vì nó cùng cái kiểu dữ liệu cấu trúc là kiểu TM này. Đó sẽ in ra được cái ngày giờ hiện tại của chúng ta. Đó, bạn sẽ có được cái ngày giờ hiện tại. Ok, và đó là tất cả những cái gì trong bài exercise này. Bạn có câu hỏi gì cho mình nữa không? Đó, mình đã có bài này, mình là cái bài cuối cùng. Thật ra là còn thêm cái bài exercise nữa, nhưng vì cơ bản về những cái nội dung bài học thì đây là cuối cùng. Làm quen với số thư viện và tổng kết môn. Ok, đó là phần trình bày của mình. Mình sẽ đợi dành vài phút để đợi câu hỏi từ các bạn.
Đây, cái bài này các bạn cũng phải nâng cấp lên một chút nữa, đó chính là in cái số ngày giờ nó liên tục, bạn có thể dùng cái while to. Ok, nó nhanh quá thì chúng ta cần phải có delay. Okay, thì ok. Rồi mình xem nào. Tham. Return queue in chỗ nào em? Đây, cái thực tế là cái kiểu dữ liệu, cái mà nó return chính là cái mà các bạn dùng để khai báo cái hàm ấy. Giống như là cái hàm kiểu in thì là dùng cái in này. Đó, một cái hàm long đi, bạn dùng cái long. Đó, để mình xem nè. Đấy, như lại đây trong bài chuỗi đúng không? Bạn có link không? Bạn có link cái phần đó không? Đây à? Không, về thực tế là long, nếu mà long in thì phải return mà long in chứ, tại vì nếu return về in thì một cái số nó lớn hơn in đâu có thể nào mà cho ra được kết quả được. Đây, trong cái kiểu dữ liệu đây nó sẽ return đúng kiểu các bạn ơi, giống như là kiểu in thì nó chỉ nằm trong cái khoảng này thôi, chứ khoảng từ trừ 32.000 này tới trừ 32.000 này thôi. Nếu mà các bạn cho một cái số như là cái số này đi vào cái hàng, một cái chuỗi như này vào cái hàm đó thì nó sẽ bị lỗi giá trị, nó sẽ không có, thì cái kiểu in nó chỉ nằm trong khoảng này thôi. Về bản chất ấy thì các bạn như này này, đây mình sẽ có một cái nháp ở đây. Về bản chất cái kiểu in của chúng ta ấy là nó là 4 byte, mỗi một cái byte, mỗi một byte như thế này nó là 8, mỗi một byte nó là 8 bit. Và các bạn thấy là 4 byte tức là 8 nhân cho 4 tức là bằng 32 bit, và mỗi một bit các bạn hãy tưởng tượng nó như một cái ô như thế này. Ở những cái ô này nó sẽ cho vào những cái số như là những cái số 01 ấy. Một bit là nó là dưới dạng là hệ cơ số 2 mà. Đây mỗi số 8 này. Đấy, nó sẽ cho vào những số 1 ở đây. Đấy, và một cái kiểu dữ liệu in ấy, nó tối đa là 4 byte thôi, cho nên nó chỉ tối đa là những cái số 1 này nó sẽ có một cái số nhất định để chúng ta lưu vào. Nó giống như là một cái số kiểu dữ liệu long là 8 byte đi. 8 byte thì nó sẽ có nhiều ô hơn, nhiều cái ô bit hơn. Hơn cái kiểu in này, các bạn có thể lưu thêm được nữa. Và mình không dám chắc là có những cái lưu cái ô này sẽ có lưu hết những cái số hay không, tại vì nó sẽ có thể nó có chừa một vài bit nó làm cái công việc gì đó. Cái đó là chúng ta sẽ học sâu hơn về hệ điều hành. Nhưng về kiểu dữ liệu thì kiểu dữ liệu in 4 byte nó chỉ lưu được những cái giá trị trong phạm vi 4 byte của nó thôi. Đó thì cơ bản những cái kiểu dữ liệu này là như thế. Và các bạn còn câu hỏi cho mình nữa không? Sẵn làm dở cái bài này. Đây sẽ có cái delay đây, chúng ta có thể dùng delay vào để cho nó in liên tục những cái ngày giờ cập nhật lại.
Đó, mình sẽ đợi tầm vài phút nữa nhé. Không, nên cái kiểu cái hàm này nó sẽ trả về đúng cái kiểu dữ liệu mà nó quy định đấy. Nếu bạn không kỹ những cái hàm này nè, hàm về cấp các bộ nhớ. Nhất là assignment, những cái lý thuyết về những cái lý thuyết về khái niệm như này thì maybe sẽ hỏi bạn thôi. Các bạn nên ôn để biết khi nào để có thể là khi người ta hỏi mentor hỏi đến thì các bạn có thể trả lời được, nhưng mà đa số những cái kiến thức mà được hỏi là nằm trong một bài assignment này, là những cái bài assignment này các bạn nên học kỹ. Có thể có mentor sẽ hỏi các bạn như này này, như là để mình quay lại cái session. Như hỏi là cái set là CMD set là gì? Rồi CMD status là gì? Đó. Rồi cái type switch này là gì? Rồi cái công tắc này là gì? Đó. Cái về cái JSON này cũng có thể hỏi về khái niệm JSON là cái gì? Đó, các bạn học kỹ những cái này. Về ý tưởng của cái assignment này. Đây, nó sẽ cho các bạn xem này, kiểu bản tin này, rồi sẽ có thể là kiểm tra code của các bạn và sẽ hỏi bất kỳ chỗ nào, có thể là trong cái bài assignment một, giống như là có thể kêu các bạn cho mentor xem, mentor kêu bạn là em hãy cho anh xem cái hàm diện tích tam giác của em không, rồi cái hàm diện tích tam giác của em có như này không, rồi cái chỗ này tại sao em có như vậy, vậy em có như vậy thì có ý nghĩa là gì đó, các bạn phải xem kỹ lại những cái đó. Nó có thể là hỏi bất cứ gì cái nào trong cái bài assignment này, và lý thuyết thì khó nói lắm, quan trọng là các bạn hiểu thôi, chứ để mà các bạn soạn cái các bạn ôn thì không được đâu. Các bạn hiểu được bản chất vấn đề thì vào các bạn chỉ việc trình bày thôi, trình bày theo ý của các bạn hiểu như thế nào thì các bạn trình bày như thế. Ok, đó là nội dung mình muốn chia sẻ, một chút kinh nghiệm về về ôn tập cái môn này cho các bạn.